Sau cuộc thị sát đột xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới điểm nóng COVID-19 Thanh Xuân Trung chiều 1 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã ra quyết định di dời gần 1.200 người dân tại khu vực ổ dịch, chủ yếu treo ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, lên cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT tại Hòa Lạc và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời điểm di dời, theo quận Thanh Xuân, khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có 90 hộ và 1.304 nhân khẩu. Tính đến ngày 1 tháng 9, tại ổ dịch COVID-19 đã phát sinh 373 ca F0, trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly. 6 ngày sau khi bắt đầu di dời người dân, tính đến trưa 7 tháng 9, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã phát sinh thêm 135 ca dương tính mới, đưa tổng số lên 508 ca. Tỷ lệ các ca dương tính so với dân số khu vực này chiếm tới 1/3. Đáng chú ý, quận Thanh Xuân cũng ghi nhận thêm một điểm dịch mới tại phường Thanh Xuân Nam và ngõ 248 Nguyễn Trãi. Trao đổi với báo Thanh Niên chiều 7 tháng 9, ông Đặng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, số lượng người còn lại trong khu vực phong tỏa là 70 hộ với 161 người. Những trường hợp còn ở lại tại khu vực phong tỏa đều là người cao tuổi, người sức khỏe yếu, bệnh nan y, cần người chăm sóc. Đa số các hộ gia đình 3-5 người đều đi cách ly hết. Với những gia đình còn người ở lại, quận có hỗ trợ an sinh xã hội, đồng thời phong tỏa chặt không để người dân tiếp xúc với nhau hay tiếp xúc với bên ngoài. Những người ở lại cũng được lấy mẫu 2 ngày một lần và lấy mẫu đơn để rà soát. Về việc số ca dương tính COVID-19 mới tiếp tục phát sinh, dù đã thực hiện nhiều biện pháp, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết có thể có người ủ bệnh lâu nên khi xét nghiệm vẫn phát sinh các ca mắc mới. Những ca dương tính mới đa phần đều phát hiện trong các khu cách ly. Một số ít được phát hiện qua xét nghiệm liên tục tại khu vực phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến trưa 7 tháng 9, khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 508 ca mắc COVID-19. Trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng phát hiện thêm một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 như tại ngõ 477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 284 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung và 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính. Đáng chú ý, các ca bệnh, chùm ca bệnh này đều thuộc nhóm sàng lọc ho sốt cộng đồng hoặc sàng lọc khu vực nguy cơ cao, chưa rõ yếu tố dịch tễ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.